Xin chào kính chào quý khán giả của đài truyền hình Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đức Dũng. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Hamas và Israel bắt đầu từ ngày 7 tháng 10. Đến nay là coi như là hơn một tháng trời vẫn chưa chấm dứt. Cảnh hoang tàn đổ nát ở giải Gaza quý vị thấy rồi đó. Số người chết ở Gaza bây giờ theo nhóm tập tự đây cho biết là trên 11.000 người, trong đó khoảng một nửa là trẻ em và phụ nữ. Bên phía Israel là chết 1.400 người, 240 người bị bắt làm con tin và Israel quân đội Israel tiếp tục nã đạn pháo bom dội bom rồi đưa quân đội vào trong miền Bắc Gaza nhằm tiêu diệt cái nhóm Hamas. Và bây giờ các bệnh viện cũng trở thành nhà xác luôn rồi. À, của bên giải ra nói chung tình hình nó cứ thế thảm lắm. Các cuộc biểu tình khắp nơi trên thế giới phản đối Israel là để kết thúc lúc lại. Đúng như người ta dự đoán. Nhưng mà con cái người ta dự đoán chặt đó là không biết sao giá dầu hòa nó không lên mà lại xuống kỳ à! trong mấy ngày qua giá dầu mỹ lại xuống giá xăng xuống mà giá xăng khắp nơi cũng xuống ở việt nam cũng đang xuống luôn rồi tôi đọc báo giá xăng cũng xuống luôn chuyện gì xảy ra vậy bà con mà không ai thấy nói là trước đây giá xăng là chút xíu bà con la ung sùng bán than rồi xăng lạt qua tại joe biden từ ngày joe biden lên làm tổng thống giá xăng lên bây giờ joe biden đánh nhau rồi sao giá xăng nó lên nó xuống 10 Thế mà lạ Đó là cái điều tôi muốn nói quý vị ngày hôm nay Và trước khi nói thì xin cái thật cho coi cái laptop rồi để coi cái bản đồ Cái, cái, đây Chúng ta thấy nè Tháng 2, 2022 Khi mà Nga xâm lăng Ukraine Giá dầu lên cao rồi không 120 đô la một thùng dầu thô Brent crude oil nha Đây dầu thô thế ấy lên 120 đô la một thùng Kinh hoàng chưa bắt đầu xuống từ từ từ, từ 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 lên từ 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 đến ngày 7 tháng 10 khi mà Hamas tấn công Israel nó có lên một chút khoảng 85 86 đô la một thùng sau nó xuống còn 80 à xuống còn 80 bây giờ để đây 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 và bây giờ nó cứ nằm ở cỡ này thôi 80 thôi và có thể còn xuống nữa chuyện gì xảy ra vậy bà con Tại sao đánh nhau ở Trung Đông mà giá dầu không xuống là sao? À không lẽ là sao? Chúng ừ? ta nhớ cách đây gần 50 năm. 50 năm thì đúng hơn. Năm 1973, có một cuộc chiến lớn ở Trung Đông luôn. Giá dầu tăng. Dân Mỹ là... Dân Mỹ vẫn là cái nơi mà chạy nhiều xe hơi nhất trên vũ trụ này, đúng không? Dân Mỹ tôi nhớ những hình ảnh tôi coi phim ảnh hồi đó xách từng cái can đi mà xếp hàng đi mua xăng không còn. Thế thảm luôn. Thành ra ngay ngày đầu tiên mà Hamas tấn công Israel thì quý vị thấy đó giá xăng nó tăng lên một chút. Đang ở 83 đô la một thùng, dầu thô nó lên, lên khoảng 86 87 đó quý vị thấy không này. Ngày 7 tháng 10 này đang ở đây là khoảng 83 84 đó, nó tăng lên một chút và sau nó xuống xuống dưới cái dưới cái ngày dưới trước cái ngày 7 tháng 10 luôn quý theo nó xuống dưới luôn này đó mình mình thấy đó thấy chưa chuyện gì xảy ra với bà con <laughs> thưa quý vị nó có nhiều lý do đó là cái tôi muốn nói ngày hôm nay thứ nhất đấy ngày 7 tháng 10 khi mà Hamas tấn công xe nó lên là đúng bởi vì đang tình hình yên ắng như thế tự nhiên là tấn công đổ ra như thế thấy không? bà con lo sợ cứ thế nào đánh nhau chúng đông là bà con lo sợ đổ xô nhau đi đổ xăng Người biết mấy ngày đó tôi ở gần ở vùng Ganro rô thấy bà con xếp hàng nhiều đi mua xăng nội nó không đã đẩy giá xăng lên cao rồi thấy không? tự nhiên nhu cầu nó tăng luôn ơi bình thường người ta chạy ví dụ như bình thường tôi chạy là Ờ, khi nào nó đèn báo tôi mới đổ vào đây tôi sợ quá mới có xuống một hai nấc là tôi vô tôi đổ luôn mà mấy ngày tôi thấy nhiều người đi vô đổ kiểu nó dễ biết lắm tại mình đậu sau xe người ta mà mình nói, ủa vô thì bơm một chút xíu đi ra làm biết ngay thế còn bình thường đứng lâu lắm tôi nói ví dụ đổ đầy bình nó mất độ chừng 2 phút lúc này mới có 30 giây xong rồi đi tôi nói, ví dụ đó là biết ngay biết ngay là bình không đầy mà tôi gặp mấy người vậy rồi nó lên Nhưng mà sau đó Không thấy tình trạng nó xảy ra nữa nào. Cái lý do chính Mà nó không tăng Cho dù Hamas và Israel đánh nhau cỡ nào chẳng nữa Thấy rõ Là gì Cuộc chiến này cho đến phút này Nó chưa lan qua các nước khác Chưa lan qua Nó vẫn ở xung quanh cái giải Gaza mà thôi Đó xung quanh cái giải Gaza mà thôi. Mà giải Gaza nó không phải nơi sản xuất dầu. Gaza có đánh bành can chẳng nữa, chẳng có giọt dầu nào hết. Có cái ông Israel thì không phải là cái nước sản xuất dầu lớn trên thế giới. Cũng có sản xuất dầu, nhưng mà không đủ sai nữa, vẫn mua ở nước khác. Nói chung là cái nơi đánh nhau đó. Cái nơi mà chiến trận xảy ra oanh liệt nhất không phải là nơi sản xuất dầu. Lý do nhất. Thấy chưa? mắc mới bởi vì anh chết là dân gã ra bánh càng thành bình địa luôn giá dầu thế giới không xuống bởi vì anh không phải nơi sản xuất dầu mà nếu có sản xuất dầu không phải nơi chính trong khi năm 1973 ba Israel đánh mấy nước Ả Rập luôn à, toàn mấy nước sản xuất dầu không mà hồi đó cuộc chiến của các nước nhà của anh ảnh hưởng khi mà đánh nhau như vậy là coi như các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia rồi Bahrain rồi các thể loại vùng đó là ngưng hoạt động hoặc hoạt động ít thôi thành ra nó không có đủ dầu giá dầu nó tăng còn bây giờ đó tôi xin nói lại tôi nói không phải là tôi trù ẻo gì mình nói một cách gọi là kinh tế đúng không giải Gaza có bị san bằng Israel có bị mất cái bản đồ này không ảnh hưởng giá dầu thế giới điểm thứ nhất điểm thứ hai như tôi nói đó là nó không có nổ lớn ra nó không có nổ lớn ra đối với các quốc gia khác ở trong vùng điểm thứ ba quan trọng không kém đó là một điều rất căn bản cung cầu không cần phải trình cao chúng ta đều hiểu nhu cầu tăng cao mức cung cấp thấp đương nhiên tăng giá mức nhu cầu nhu cầu bằng cung cấp cung cầu bằng nhau thì giá ổn định cung thấp hơn cầu giá tăng mà cầu cao hơn cung thì giá rẻ đơn giản là như vậy không cần trình cao ta hiểu đó trong trường hợp này tại sao giá xăng không tăng là bởi vì người ta lo ngại là trung quốc Trung Quốc vẫn là quốc gia nhập cảng dầu hỏa lớn nhất trên vũ trụ này. cùng với một số nước khác. Mà Trung Quốc bây giờ kinh tế đang sức bất sang bán. Sau cái vụ mà Zero Covid Policy 3 năm trời của Tập Cận Bình. Bây giờ Trung Quốc vẫn chưa có. Họ đang đang trở lại. Đấy, nhưng mà chưa trở lại thời kỳ tiền Covid. Quý vị nhớ không? Trước tôi nói quý vị xuất cảng của Trung Quốc giảm tháng tháng 7 ấy, giảm tới 14.8%. Hơn 20% thanh niên tuổi lao động của Trung Quốc không có việc làm. Đến độ mà tháng 8 Trung Quốc ngưng xin lỗi tháng 8 là tháng 9 ngưng không công bố cái con số nữa. Mắc cỡ quá. À? Và mới đây tôi có trình bày với quý vị một chương trình là thanh niên Trung Quốc bây giờ những người thất nghiệp bỏ đi trốn qua Mỹ làm, đi vào thiên đường của nước Mỹ đi đường vòng khắp nơi rồi cứ là vượt biên đi qua những vùng trung mỹ để vào nước mỹ trung quốc bây giờ đang mệt họ vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đó là điều chắc chắn nhưng họ không có tăng trưởng như người ta mong muốn như họ mong muốn xuất cảng trung quốc bây giờ có tăng không tăng trở lại nhập cảng có tăng tăng trở lại nhưng không cao bằng thời kỳ tiền covid cho nên cái nhu cầu uống xăng của nó không có nhiều mà không nhiều thì có nghĩa là gì cầu không có cao có đúng không đó cũng là một lý do à, để chúng ta chú ý nó còn những lý do nào nữa tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SCTV Mời quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi chỉ lại chương trình thời sự 247 tôi nói về câu chuyện tại sao Hamas với Israel quánh nhau bánh cạn ở Trung Đông hơn một tháng trời mà giá dầu không tăng giá xăng không tăng không những không tăng mà còn giảm đây này sắp sửa tới đây là Thanh Di Vinh là bà con nước Mỹ lái xe đi chơi thoải mái luôn bây giờ là máy bay là nó bút đầy hết Triple A cho biết là khoảng 4.7 triệu người Mỹ sẽ đi bằng máy bay. Trong năm cái ngày mà thanh nghi vinh Trước trong và sau thanh nghi vinh Còn dân lái xe đi là nhiều lắm Chipotle chưa cho biết bao nhiêu triệu người mà ta sẽ lái xe rất nhiều Thì tôi đang nói tới cái chỗ mà Trung Quốc Kinh tế Trung Quốc chưa trở lại thời kỳ tiền Covid Nên uống xăng không có nhiều Đến cái độ mà Saudi Arabia phải giảm luôn cả cái mức sản xuất dầu để giữ cái giá xăng Giữ cái giá dầu bởi vì nếu mà bây giờ ít người mua quá Giá nó giảm mà anh vẫn tiếp tục anh sản xuất hàng ngày Thì nó giảm nữa Thành ra Saudi Arabia anh phải giảm cái mức sản xuất Để giữ cho làm sao nó vẫn là Mức cung và cầu tương đối bằng nhau hoặc là Cung nó thấp hơn cầu một tí thì mới có giá Saudi Arabia giảm sản lượng Đó là ba lý do Lý do gì nữa à. Các nhà kinh tế người ta dự trù năm 2004 sẽ là một năm khó khăn. Một năm khó khăn đối với thị trường dầu hòa. Bởi vì sao? Nó sẽ là một năm khó khăn về kinh tế. Khó khăn về kinh tế. Nhiều quốc gia bây giờ đang phải điều chỉnh lại cái mức tăng trưởng của mình. Tôi không nhớ Trung Quốc với Mỹ như thế nào. Mỹ thì vừa rồi quý 3 đã tăng được 4.9%. Tôi cho quý vị một con số tiêu biểu như Việt Nam này hôm nọ đó, đó tính 2003 là tăng 6.5%, bây giờ điều chỉnh tối đa chỉ được 5%. Nhưng mà ông quỹ tiền tệ có thể ông bảo không chỉ 4.7% mà thôi. Giảm là bởi nhu cầu thế giới nó giảm. Rồi vừa rồi Quốc hội Việt Nam họp đưa ra chỉ tiêu năm 2004 là tăng 6 tới 6.5, 6.5%. kinh tế Việt Nam đó mục tiêu của Việt Nam trong năm tới là tăng 6 chấm hoặc 6 chấm rưỡi phần trăm. Đó, cũng chỉ bằng cái mục tiêu của năm nay, thậm chí thấp hơn bởi năm nay mục tiêu là 6.5 mà. Bây giờ năm tới chỉ để từ 6 chấm tới 6.5 thôi. Tức là thấp nhất là 6 chấm, cao nhất là 6.5. Việt Nam phải điều chỉnh là bởi vì cái nhu cầu thế giới nó không có, nó giảm. Đó. Thì năm 2024 sẽ là cái năm khó khăn kinh tế lại coi như nếu khó khăn thì gì nữa người ta lại không uống xăng nữa rồi thêm cái gì nữa à, năm tới đây là cái năm mà thưa quý vị 2004 người ta, ta phải dự định bây giờ, bây giờ đã tháng 11 rồi còn hơn tháng nữa là chúng ta qua năm 24 rồi đúng không? Con người sẽ sử dụng máy móc đặc biệt là máy móc xe hơi đi lại một cách hiệu quả hơn hiệu quả hơn của cái gì tiết kiệm xăng hơn ví dụ bình thường ta mua xe chạy xăng bây giờ ta sẽ mua cái xe vừa chạy xăng vừa chạy điện luôn đó mình nói nói nôm na bình thường chạy xăng hết trăm phần trăm giờ năm mươi phần trăm xăng năm mươi phần trăm điện ta có thể giảm nữa rồi chưa kể mấy ông xe điện cũng ra nữa <laughs> càng ngày càng có nhiều người sử dụng xe điện chết ông giàu hòa luôn hai nghìn lẻ bốn đó xe điện càng ngày càng có nhiều người chạy sử dụng thêm cái gì nữa à, sau covid 19 người ta phát hiện một điều nữa gì nhiều người làm việc ở nhà hoặc một tuần chỉ đến sở có hai ngày hoặc ba ngày thôi hoặc ngày đó. thì tôi lại ít đi xe nữa là lại ít xài xăng nữa thấy không công sở ít mở đèn nữa lại giảm được nữa Bây giờ quý vị biết ở Mỹ và các nước khác Cái tình trạng phòng bỏ trống rất nhiều Ở Mỹ thì bây giờ nhiều cái khu vực mà trước đây cho các văn phòng mướn Các công ty mướn để đưa nhân viên làm Bây giờ nhân viên làm ở nhà Khoái quá Lương vẫn như thế Công việc vẫn hiệu quả Cho làm ở nhà Thì bây giờ với phòng nó tôi trả lại cho mấy chủ Trời ơi mấy chủ đất sức bất sang bang luôn Quý vị thường tưởng tượng một cái tòa nhà 50 tầng mà cho tôi nói cho 50 công ty mướn mới công ty mướn một tầng Bây giờ cỡ chừng 40 công ty nó bỏ Nó trả lại Anh còn có 10 tầng Lỗ chết Đâu ra mà anh kiếm 40 công ty để nó vô Nó mướn 40 cái tầng đó để làm việc Tiếu Nhiều cái chủ tòa nhà bây giờ là đuổi 10 công ty còn lại luôn Bán Để cho ta làm gì Cần vợt qua làm khách sạn Chuyển đổi qua làm khách sạn Thế cái sườn nó có sẵn rồi Tôi chuyển qua làm khách sạn hoặc là apartment Cho thuê Hoặc bán nó văn phòng bây giờ thua ngay cả chính phủ mỹ bây giờ cũng vậy luôn họ cho một số người làm ở nhà họ không cần văn phòng nữa thì cái đó là gì cũng không phải đi xe thấy chưa đó, đó là những cái căn bản mà chúng ta thấy nó làm cho giá dầu không tăng mặc dù trận chiến tại nghĩa là vùng trung đông vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày người ta vẫn đổ máu pháo vẫn dội bom vẫn thả nhưng giá xăng lại không lên thế mà là buồn cười đó rồi thêm cái nữa là gì à canh trung quốc là canh là uống xăng cho kỹ nghệ thôi mà cái anh mà uống xăng để đi chơi linh tinh ở mỹ mỹ đi sai xăng ghê lắm xăng dầu ghê lắm mỗi lần mà ở trung đông có chuyện gì hay là có chuyện gì bên ukraine vừa rồi bị nga xâm lăng cái đó là mỹ ảnh hưởng liền Ông Mỹ là dân xài xe nhiều Không phải kỹ nghệ không Mà xe cộ Dân Mỹ là ít nhất là có một chiếc một người Thậm chí nhiều người có hai ba chiếc luôn đó. Mặc dù mình đang chuyển qua xe điện Nhưng mà cái số xe xăng vẫn còn nhiều Tôi biết là chỉ có Theo tôi biết là cho đến giờ phút này là Chỉ có California nó năm 2030 là Không bán xe xăng nữa Còn các tiểu bang kia vẫn bán Tức là cái số lượng xăng của Mỹ vẫn ngốn nhiều Nhưng mà ông Mỹ bây giờ Ông cũng biết ông bơm đã rồi. Trước đây ông giữ xăng dầu, ông bảo vệ môi trường đúng không? Rồi ông mua xăng ông trữ trong cái kho chiến lược nữa. Ừ, rồi ông nó ông bè lên, lấy kho chiến lược ra bán cho người ta. Đến lúc mà xăng nó xuống tôi mua lại tôi bỏ lời kiếm được lời mấy tỷ, <laughs> 3 tỷ đó. Rồi bây giờ cái là ông cũng cho bắt đầu là cũng khai thác mấy cái vùng thiên nhiên rồi. Trước đây ông cũng cho, bây giờ cũng phải cho khai thác để làm hài lòng thành phần bảo thủ tức là cân bằng mỹ bây giờ đó một ngày thưa quý vị có thể tưởng tượng không để coi mỹ vẫn là cái nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới nha tháng vừa rồi tức là tháng 10 đó, đạt cái kỷ lục 13 triệu thùng một ngày hơn 13 triệu thùng một ngày quý vị có thể tưởng tượng không nhiều người không hiểu cứ bảo rằng là mỹ là lệ thuộc dầu trung đông cái đó không đúng họ lệ thuộc các phần thêm thôi chính yếu vẫn là ở mỹ nhưng mà vì quá nhiều người sử dụng cho nên tôi nói ví dụ để quý vị hiểu nè ví dụ mỗi ngày mỹ là sản xuất ra 100 thùng dầu nhưng mà có tới một họ cần tới 120 thùng nữa thì họ cần hai chục thùng đó của Saudi Arabia và các nước OPEC cho nên khi mà Saudi Arabia và các nước OPEC mà ngưng ra họ thiếu hai thùng đó họ chỉ cung cấp được có trăm thùng thôi là giá xăng nó lên đó Mỹ vẫn là cái anh mà sản xuất dầu nhiều, nhiều nhất thế giới, nga cũng là anh nhiều, nhưng mà gì? cái lượng mà của anh Saudi Arabia lại ra vô ra vô rất có phần thêm thôi, nó làm cho người ta mệt, nó là như vậy. Thì trở lại vấn đề, tôi nêu một số lý do mà các nhà phân tích họ cho thấy rằng là gì? Cuộc chiến tại Trung Đông là nó như thế, cuối cùng nó trở lại cái chuyện là gì? cung và cầu chứ không phải chiến tranh chiến tranh nó lan rộng mà nó đúng tới các cái nước mà sản xuất dầu hòa ví dụ Saudi Arabia, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập, Iran, Iraq đó là những nước sản xuất dầu hay là Venezuela hay là Nga đó là đại khai như thế có mấy anh cũng Trung Đông Israel với Hamas đánh nhau thoải mái dầu chẳng nó tăng giá thế nào thậm chí còn xuống nữa thì đó là câu chuyện đáng chú trong tuần gửi lên cho quý vị Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại vào chương trình sau.